mỗi ngày ta trau dồi thêm kỹ năng và khám phá nhiều hơn. Mỗi ngày tiếng nói của ta thêm mạnh mẽ và ta biết cách thể hiện mình. Mỗi ngày ta có thêm thành tựu riêng và thêm bản lĩnh trên con đường phía trước. Hãy thật dũng cảm, dám ước mơ, dám vươn xa.